cái việc mà nó trở thành meta và nó nằm trong cái loại meta nó quá lâu ấy, làm cho cái thể kéo theo việc là cái game đấu nó quá nhàm chán. Vì lại là trong mỗi mỗi mùa, ngày xưa là mỗi mùa, mỗi tháng thì chúng ta sẽ có một cái balance, tức là cân bằng lại cái chỉ số của nó, để cho việc mà nó có việc mà nó giảm cái bớt được sức mạnh của nó đi và đẩy cái thẻ bài khác lên. Chúng ta có tận 90 thẻ bài. Về cái việc mà cân bằng. Ôi. Đúng rồi. Đúng rồi, chứ cân bằng đúng là anh em nào chơi Liên Quân thì đúng là mình không chơi Liên Quân, nhưng mình biết là ở trong đấy có ba lần có cân bằng lại. Tức là có làm lại tướng đấy. Mọi người thường hay nói gọi là làm lại tướng. Ở Liên Quân thì nó có một cái gọi là meta, thì trong game này nó cũng vậy. Meta thì thường nó là những thẻ bài mà nó mạnh, nó tạo thành những cái deck mà nó tỷ lệ thắng cao và nhiều người sử dụng, đó gọi là meta, nó hiệu quả. Rồi, Miner Workbreaker, cái deck này thực sự quá mạnh ở thời điểm hiện tại. Nó spam quá nhanh. Nó mạnh đến từ cái việc mà Bonsar và con Nai. Con Nai. Hey Mohamed Sparta, next game, or maybe I think he offline right now, but today I will upload his gameplay, waiting for public. I think hey Ali, what's up? Đây thời điểm spam Tesla, Tesla spammer. Nhận thật, Xbox nhận thấy là không thể Rocket Cycle được, bởi vì là Miner Fireball nó sẽ dã vào đầu ngay. Vì vậy là để phải đẩy Xbox trong cái trường hợp này. Khi mà các bạn có spell to thì Xbox phải tấn công, chứ không Xbox không thể thủ được. Mà đặc biệt là kiểu đánh như cái kiểu này, Xbox bắt buộc phải công. Còn những cái deck mà kiểu nó không có spell to ấy, không có big spell thì gần như là Xbox nó toàn gọi là spam thôi. Nó không cần tấn công đâu, toàn thủ. Give me a like, guys. Drop a like and share video. Thank you so much. Well done, my friend. Hey, welcome back my channel. Oh, hey. It's my fail. Like have Facebook link, yeah, he linking his Facebook right now, connected. You know, over 100 people watching him play right now. Yeah, it's too bad, it's too unlucky. No, I think two months, one balance. Two season, 2 months. Oh, Coca-Cola. Cupcake. Miner, Workbreaker and Goblin Spear. Of course we have the best mini tanker. It's Nai. The best mini tanker.
work breaker deck, Hermione work breaker deck, graveyard deck, and yeah, motor deck and Igbo deck. This guy everywhere. No, oh my god, no. What the? Some they are made from Hubert Girl. Đập Fireball với lại đập vừa đập Mota thì con Bomb Power nó ra. Chịu. Yeah, so fun to play. I know. Minor earthquake maybe. This version minor earthquake. Xem khó chịu vãi đái nhỉ. with magic archer, I have lost fun. Supreme. Minor workbreaker. Sự phạt. Thôi kịp rồi. Ta quá muộn rồi. GG and well play. Không bắt được Minor rồi. Fireball is coming. The Fireball is coming. Một giờ còn bắn được tít bên kia cơ. GG and well play. No, it's 5-1. Một tiết, 1 HP. 1 HP. It's 1 HP. Oh, why, top 1. Congratulations, kick line. Congratulations. So, let me check ranking right now. Yeah, it's a congratulations. Giờ đêm lại theo anh không theo thôi, hôm nay đi ngủ mình. Tại vì là mấy hôm trước mình làm đêm mà là mình chơi được chứ còn đang push. Cứ tưởng nó đã nghỉ lâu rồi. Sunbox in game. Sunbox emu LCO. No way, graveyard fizzy. No way. Graveyard fizzy again. Ui hồ anh mới đi chứng bệnh à? Ui hồ anh vừa đi xong. Bệnh đau đầu lắm nha em ơi, sniper. Sniper, Yelly. Not sure, but I think so. The by the way, the minor woodpecker is a bad deck right now. It's a bad deck. Spam dual land, left, right, same time. Super fast. À, cái try là làm phim, phải phim phê, nhưng mà phim các bạn biết là ngày xưa các bạn thấy là có một cái
Các bạn nào có xem Eminem không nhỉ? Eminem. Các bạn xem có một cái clip mà làm em dạm dạng theo kiểu Eminem á của Nhật, nhưng bây giờ không hiểu sao là không làm nữa, mình không biết lý do vì sao. Mà con Muscati thì ngực to vãi đái. Ui, double magic archer, no, triple magic archer. No way. Mình không hiểu sao là họ không làm nữa nha. Mà cái làm cái đấy nhiều thằng Nhật xem hay lắm. Xem. No way, no. Wow. Amazing. It's amazing.